Vatican Đức thánh cha khuyến khích các chuyên gia về thánh nhạc giúp cộng đoàn phụng vụ và dân Chúa tích cực tham dự vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Đức thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 4 tháng 3 năm 2017 dành cho 400 tham dự viên hội nghị quốc tế về chủ đề Âm nhạc và Giáo hội, Việc phụng tự và Văn hóa, 50 năm từ sau huấn thị về thánh nhạc. Hội nghị do Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa, Bộ Giáo dục Công giáo, Giáo hoàng Học viện về thánh nhạc và Giáo hoàng Học viện về Phụng vụ thuộc trường Thánh An ở Roma cùng tổ chức. Huấn thị Musicam Sacram đề ra những đường hướng cụ thể để áp dụng hiến chế của Công đồng chung Vaticano II về Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao tính chất thời sự của huấn thị này, trong đó Ngài nêu bật tầm quan trọng sự tham gia của toàn thể cộng đoàn tín hữu một cách tích cực, ý thức và trọn vẹn vào hoạt động phụng vụ trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha nhiệt liệt khuyến khích các chuyên gia về thánh nhạc, các vị ca trưởng các cao đoàn, hãy giúp cộng đoàn phụng vụ và dân chúa nhận thức và tham gia vào mầu nhiệm Thiên Chúa với tất cả giác quan thể lý và tinh thần. Thánh nhạc và thánh ca phụng vụ có nghĩa vụ mang lại cho chúng ta ý nghĩa làm vinh danh Thiên Chúa, và đó là vẻ đẹp, là sự thánh thiện bao trùm chúng ta như đám mây sáng ngời.